Mật mã học có từ bao giờ? Mật mã học, khoa học mã hóa nhằm đảm bảo an toàn thông tin, là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần tạo ra thời đại số và công nghệ blockchain. Và bạn biết không, những kỹ thuật mã hóa được sử dụng ngày nay là kết quả của một lịch sử phát triển cực kỳ lâu dài từ thời cổ đại cho đến nay. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dòng lịch sử thú vị này nhé! Mật mã học là gì? Mật mã học là một lĩnh vực liên quan đến các kỹ thuật ngôn ngữ và toán học để đảm bảo an toàn thông tin, cụ thể là trong thông tin liên lạc. Trong lịch sử, mật mã học gắn liền với quá trình mã hóa. Điều này có nghĩa là nó gắn với các cách thức để chuyển đổi thông tin từ dạng này sang dạng khác. Nhưng ở đây là từ dạng thông tin có thể nhận thức được thành dạng không nhận thức được, làm cho thông tin trở thành dạng không thể đọc được nếu như không có các kiến thức bí mật. Những kỹ thuật mã hóa sơ khai được biết đến tồn tại trong thời cổ đại, khi mà hầu hết các nền văn minh ban đầu dường như đã sử dụng mật mã học ở một mức độ nào đó. Sự thay thế bằng biểu tượng, hình thức mã hóa cơ bản nhất xuất hiện trong cả hai chữ viết của Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Ví dụ đầu tiên về loại mật mã này được tìm thấy trong ngôi mộ của một quý tộc Ai Cập tên là Khnumhotep II, sống khoảng 3.900 năm trước. Mục đích của việc thay thế biểu tượng trong văn bản khắc trên mộ của Khnumhotep không nhằm che giấu thông tin mà làm tăng thêm sức hấp dẫn về mặt ngôn ngữ của nó. Ví dụ đầu tiên được biết đến về mật mã được sử dụng để bảo vệ thông tin nhạy cảm là vào khoảng 3.500 năm trước, khi một người ghi chép từ Lưỡng Hà sử dụng mật mã để giấu một công thức men gốm được sử dụng trên các bản tính bằng đất sét. Sau thời kỳ cổ đại, mật mã đã được sử dụng rộng rãi để bảo vệ thông tin quân sự quan trọng. Tại thành bang Sparta của Hy Lạp, các thông điệp được mã hóa bằng cách viết lên trên một băng giấy da được quấn quanh một cây gậy mã hóa có kích thước cụ thể, làm cho thông điệp không thể giải mã cho đến khi được người nhận giải bằng cách sử dụng một cây gậy tương tự. Tương tự như thế, gián điệp ở Ấn Độ cổ đại được biết là đã sử dụng các thông điệp được mã hóa vào đầu thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Có lẽ mật mã tiên tiến nhất trong thế giới cổ đại được ghi nhận là do người La Mã sáng tạo ra. Một ví dụ nổi bật là mật mã Khesa. Trong đó, mỗi ký tự trong thông điệp được thay thế bằng một ký tự cách nó một khoảng trong bảng chữ cái Latin. Bằng cách biết cơ chế này và khoảng cách dịch chuyển các chữ cái, người nhận có thể giải mã thành công thông điệp. Phát triển trong thời Trung Cổ và Phục Hưng. Trong suốt thời Trung Cổ, mật mã học ngày càng trở nên quan trọng, nhưng mật mã thay thế vẫn là tiêu chuẩn. Cryptanalysis, ngành khoa học nghiên cứu các phương thức để thu được ý nghĩa của thông tin đã được mã hóa, đã bắt đầu bắt kịp với khoa học mật mã vẫn còn tương đối nguyên thủy. Bạn có thể coi Cryptanalysis là ngành giải mã. Al-Kindi, một nhà toán học Ả Rập nổi tiếng đã phát triển một kỹ thuật được gọi là phân tích tần suất vào khoảng năm 800 sau công nguyên, cho thấy rằng mật mã thay thế dễ bị giải. Lần đầu tiên, những người làm công việc giải mã các thông điệp được tiếp cận một phương pháp giải mã có hệ thống. Điều này thúc đẩy mật mã học phải tiến xa hơn nữa để duy trì tính hữu ích của nó. Năm 1465, Lionel Alberti đã phát triển mã hóa đa bản thể, được coi là giải pháp chống lại kỹ thuật phân tích tần suất của Al-Kindi. Trong một mật mã đa bản thể, một thông điệp được mã hóa bằng cách sử dụng hai bảng chữ cái riêng biệt, một là bảng chữ cái dùng để viết thông điệp ban đầu, bảng còn lại là một bảng chữ cái hoàn toàn khác biệt, mà qua đó thông điệp ban đầu sẽ được mã hóa. Kết hợp với mật mã thay thế truyền thống, mật mã đa bản thể giúp tăng cường bảo mật cho thông tin được mã hóa. Nếu người đọc không biết bảng chữ cái mà thông điệp ban đầu dựa vào, kỹ thuật phân tích tần suất sẽ không có tác dụng. Tiếp sau đó, các phương pháp mã hóa thông tin mới cũng đã được phát triển trong thời kỳ Phục Hưng, bao gồm một phương pháp ban đầu của mã hóa nhị phân được phát minh bởi học giả nổi tiếng Sir Francis Bacon vào năm 1623. Những tiến bộ trong các thế kỷ gần đây. Khoa học mật mã tiếp tục phát triển mạnh trong nhiều thế kỷ. Một bước đột phá lớn trong mật mã học đã được mô tả bởi Thomas Jefferson trong thập niên 1790. Phát minh của ông được gọi là bánh xe mã hóa, gồm 36 vòng chữ cái trên bánh xe chuyển động, được sử dụng để thu được kết quả mã hóa phức tạp. Tuy nhiên, ý tưởng này ban đầu chỉ là lý thuyết. Khái niệm này quá tiên tiến nên đã được dùng làm nền tảng cho mật mã quân sự của Mỹ cho đến cuối Thế chiến thứ hai. Thế chiến II cũng đã chứng kiến ví dụ tuyệt vời về mật mã tương tự, được gọi là máy Enigma. Giống như bánh xe mã hóa, thiết bị này được sử dụng bởi phe phát xít, sử dụng các bánh xe quay để mã hóa một thông điệp, làm cho nó hầu như không thể đọc được nếu không có một máy Enigma khác.
Sau cùng, công nghệ máy tính buổi ban đầu đã được sử dụng để giúp giải mật mã Enigma. Việc giải mã thành công các thông điệp Enigma vẫn được xem là một đóng góp quan trọng vào chiến thắng của phe đồng minh. Mật mã học hiện đại. Nhiều người cho rằng kỷ nguyên của mật mã học hiện đại được bắt đầu với Claude Shannon, người được coi là cha đẻ của mật mã toán học. Năm 1949, ông đã công bố bài lý thuyết về truyền thông trong các hệ thống bảo mật Communication Theory of Secrecy Systems trên tạp san Bell System Technical Journal. Những công trình này, cùng với các công trình nghiên cứu khác của Claude Shannon về lý thuyết tin học và truyền thông, Information and Communication Theory, đã thiết lập nên một nền tảng lý thuyết cơ bản cho mật mã học và thám mã học. Chính vì lẽ đó, mật mã học hầu như bị thâu tóm bởi các cơ quan truyền thông mật của chính phủ, chẳng hạn như NSA, và biến mất khỏi tầm hiểu biết của công chúng. Rất ít các công trình được tiếp tục công bố cho đến thời kỳ giữa thập niên 1970, khi mọi sự được thay đổi. Thời kỳ giữa thập niên 1970, nhân loại được chứng kiến hai tiến bộ chính lớn và công khai. Một trong số đó là sự công bố đề xuất tiêu chuẩn mật mã hóa dữ liệu, Data Encryption Standard, viết tắt là DES, trong công báo liên bang ở nước Mỹ vào ngày 17 tháng 3 năm 1975. DES là phương thức mật mã công khai đầu tiên được một cơ quan quốc gia như NSA, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ tôn sùng. Nó được sử dụng cho các ngân hàng lớn và chính phủ. Năm 2001, DES đã chính thức được thay thế bởi AES, viết tắt của Advanced Encryption Standard, tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến. RSA, tiến bộ vượt bậc trong ngành mật mã học. Trong mật mã học, RSA là một thuật toán mật mã hóa khóa công khai. Đây là một thuật toán đầu tiên phù hợp với việc tạo ra chữ ký điện tử, đồng thời với việc mã hóa. Nó đánh dấu một sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực mật mã học trong việc sử dụng khóa công cộng. RSA đang được sử dụng phổ biến trong thương mại điện tử và được cho là đảm bảo an toàn với điều kiện độ dài khóa đủ lớn. Thuật toán được Don Rivest, Adi Shamir và Len Adelman mô tả lần đầu tiên vào năm 1977 tại Học viện Công nghệ Massachusetts MIT. Tên của thuật toán lấy từ ba chữ cái đầu của tên ba tác giả. Trước đó, vào năm 1973, Clifford Cox, một nhà toán học người Anh làm việc tại GCHQ, đã mô tả một thuật toán tương tự. Với khả năng tính toán tại thời điểm đó thì thuật toán này không khả thi và chưa bao giờ được thực nghiệm. Tuy nhiên, phát minh này chỉ được công bố vào năm 1997 vì được xếp vào loại tuyệt mật. Thuật toán RSA được MIT đăng ký bằng sáng chế tại Hoa Kỳ vào năm 1983, số đăng ký là 4.405.829. Bằng sáng chế này hết hạn vào ngày 21 tháng 9 năm 2000. Tuy nhiên, do thuật toán đã được công bố trước khi có đăng ký bảo hộ, nên sự bảo hộ hầu như không có giá trị bên ngoài Hoa Kỳ. Ngoài ra, nếu như công trình của Clifford Cox đã được công bố trước đó, thì bằng sáng chế RSA đã không thể được đăng ký. Thuật toán RSA có hai khóa, khóa công khai hay khóa công cộng, và khóa bí mật hay khóa cá nhân. Mỗi khóa là những số cố định sử dụng trong quá trình mã hóa và giải mã. Khóa công khai được công bố rộng rãi cho mọi người và được dùng để mã hóa. Những thông tin được mã hóa bằng khóa công khai chỉ có thể được giải mã bằng khóa bí mật tương ứng. Nói cách khác, mọi người đều có thể mã hóa, nhưng chỉ có người biết khóa cá nhân, bí mật mới có thể giải mã được. Ta có thể mô phỏng trực quan một hệ mật mã khóa công khai như sau. Bình muốn gửi cho An một thông tin mật mà Bình muốn duy nhất An có thể đọc được. Để làm được điều này, An gửi cho Bình một chiếc hộp có khóa đã mở sẵn và giữ lại chìa khóa. Bình nhận chiếc hộp, cho vào đó một tờ giấy viết thư bình thường và khóa lại. Như loại khóa thông thường chỉ cần sập chốt lại, sau khi sập chốt khóa ngay cả bình cũng không thể mở lại được, không đọc lại hay sửa thông tin trong thư được nữa. Sau đó bình gửi chiếc hộp lại cho An. An mở hộp với chìa khóa của mình và đọc thông tin trong thư. Trong ví dụ này, chiếc hộp có khóa mở, đóng vai trò khóa công khai, chiếc chìa khóa chính là khóa bí mật. Mật mã học trong kỷ nguyên máy tính. Với sự nổi lên của máy tính, mật mã đã phát triển hơn rất nhiều so với kỷ nguyên công nghệ tương tự. Mã hóa toán học 128-bit hiện là tiêu chuẩn cho nhiều thiết bị cảm biến và hệ thống máy tính. Bắt đầu từ năm 1990, một dạng mã hóa hoàn toàn mới với tên gọi mật mã lượng tử cũng đã và đang được phát triển bởi các nhà khoa học máy tính, hy vọng sẽ nâng cao mức độ bảo vệ của mã hóa hiện đại.
Gần đây, những kỹ thuật mã hóa cũng đã được áp dụng cho tiền điện tử. Tiền điện tử tận dụng một số kỹ thuật mã hóa tiên tiến, bao gồm hàm băm, mật mã hóa công khai và chữ ký số. Những kỹ thuật này được sử dụng chủ yếu để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được lưu trữ trên các blockchain và để xác thực giao dịch. Một dạng mã hóa đặc biệt được gọi là thuật toán chữ ký điện tử dựa trên đường cong elliptic ECDSA giúp cho Bitcoin và các hệ thống tiền điện tử khác tăng thêm tính bảo mật và đảm bảo rằng tiền chỉ có thể được sử dụng bởi chủ sở hữu hợp pháp. Mật mã hóa đã đi một chặng đường dài trong 4.000 năm qua và không có khả năng sẽ dừng lại sớm. Miễn là có dữ liệu nhạy cảm cần được bảo vệ, mật mã học sẽ tiếp tục phát triển. Các hệ thống mã hóa được dùng trong các khối blockchain tiền điện tử ngày nay là một số dạng tiên tiến nhất của ngành khoa học mã hóa, và chúng cũng là một phần trong chuỗi dài phát triển từ trước đến nay của lịch sử nhân loại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!